Dạ A Di Đà Phật, con cảm ơn A Di Đà Phật rất nhiều. Nhờ A Di Đà Phật dọn tủ cho cái A Di Đà Phật đó nè, và con có bông súng nè, cải nè, dưa leo nè, rau sống nè, rau muống nè. Đó, cảm ơn A Di Đà Phật đã đến dọn tủ lạnh của nhà A Di Đà Phật. Và hôm nay con có rau ăn, không cần phải đi ra chợ luôn. A Di Đà Phật, cảm niệm con biết qua A Di Đà Phật rất nhiều nha. Thấy ở trước cửa đó, con mới xin á, A Di Đà Phật đó nói là mới vừa qua dọn tủ lạnh giùm A Di Đà Phật. Cảm ơn rất nhiều ạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.